Ca. Sao con? Ca ơi. Ca, con sao á? Ca, mẹ phải đoán với con nè. Ca ơi, con dậy nè. Mẹ dậy ăn sáng với mẹ nè. Trời mưa to nhỉ.
lại dậy kia nhỉ? Hôm nay làm gì mà? Làm gì mà dậy không biết? Mở cửa ra xem ca dậy đây này. Cá dày chứ nhở? Con dậy ăn này. Ca, mẹ để đồ ăn cho con này. Ca. Sao con? Ca ơi. Ca, con sao á? Ca, mẹ để đồ ăn cho con này. Ca ơi, con dậy này. Mẹ dậy ăn sáng với mẹ này. Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho ca này. Ca ơi, con sao á? Ca, con sao vậy? Con sao á? Thôi con. Cho mẹ xem nào. Con sao á? Mẹ chuẩn bị. Con mệt hả? Con mệt phải không? Hôm nay mẹ gọi mà con ở đây hả? Con dậy đi mẹ này. Ca ơi, em mẹ xem nào. Ca, ca dậy rồi con. Ca dậy rồi hả? Hôm nay con sao á? Hôm nay con mệt rồi hả? Đây mẹ bị con nào. Ừ? Mẹ bị con nha. Nào, đi đây với mẹ nào. Ô, thương nó. Ô sao á? Con mệt hả? Thương nó. Mẹ bị con nào. Mệt hả? Con mẹ mệt. Ô thương nhau. Con mệt hả đúng không? Con sao mệt? Bây giờ mẹ có người con này. Mẹ bị con lên mẹ rơi hết người này. Mẹ có con thế nào? Ô vâng ạ. Rồi mẹ bị con hả? Rồi mẹ được.
cái. Cá ơi, con dậy rồi hả? Con làm mẹ lo quá. Nào, đưa mẹ bị con, đưa mẹ con này, mẹ bị con này. Rồi, làm mẹ là mẹ lo sáng giờ. Giặt khăn, lau mặt cho cái nha. Con đứng, đứng. Con thấy đợi chưa? Ừ. Đợi rồi nha. Ố, cá ơi, con dậy nào. Thương quá. Mẹ thấy con về mẹ thương lắm rồi. Mẹ vui lắm. Rồi. À. Dậy đi nào. Ngoan nha. Cá dậy bên mẹ nào. Ồ, thương nhau.